vị chủ thần ngũ cấp thứ 9 là kiến giả ái lạc vì ngũ cấp do vị này cai quản làm cho người thấy rồi thì vui vẻ và khoái lạc cho nên được tên này vị chủ thần ngũ cấp thứ 10 tên là ly cấu Tịnh quang vì ngũ cấp do vị này cai quản ăn rồi thì thân tâm thanh tịnh xa lìa trần cấu chẳng có vọng tưởng nhiễm ô cho nên được tên này có vô lượng số chủ thần ngũ cấp như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều đắc được đại hỷ thành tựu. 10 vị chủ thần ngũ cốc này làm thượng thủ trong các chủ thần ngũ cốc, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ngũ cốc. Những vị chủ thần ngũ cốc này đều đắc được đại hỷ thành tựu, mỗi năm đến mùa thu thì thu hoạch được dồi dào, người trồng trọt đều hoan hỷ vui mừng, đều đắc được đại hoan hỷ thành tựu. Trên đây là chúng thứ 10 chủ thần ngũ cốc lại có vô lượng chủ thần sông đó là chủ thần sông phổ phát tấn lưu chủ thần sông phổ khiết tuyền giảng, chủ thần sông đi trần tịnh nhãn chủ thần sông thập phương biến hống chủ thần sông cứu hộ chúng sinh chủ thần sông vô nhiệt tịnh quang chủ thần sông phổ sinh hoan hỷ chủ thần sông quảng đức thắng tràng chủ thần sông quang chiếu phổ thế chủ thần sông hải đức quang minh lại có vô lượng vô biên chủ thần sông Chủ thần sông tức là thần quản lý sông hồ, bất cứ sông ngòi ao hồ biển cả đều có thần đến quản lý cá rùa tôm cua, khiến cho chúng không dám tác quái, không được hại người. Vị chủ thần sông thứ nhất tên là Phổ Phát Tấn lưu vì vị này làm cho nước chảy mau cho nên được tên này vị chủ thần sông thứ hai tên là phổ khiết tuyền giản vì vị này làm cho nước suối và sông đều trong sạch thanh khiết cho nên được tên này vị chủ thần sông thứ ba tên là ly trần tịnh nhãn vì vị này khử trừ cấu bẩn tất cả nước sông khiến cho trong sạch phi thường như con mắt chẳng có chút hạt bụi nào cho nên được tên này Vị chủ thần sông thứ tư tên là Thập Phương Biến Hống. Vì vị, vị này làm cho âm thanh của nước sông giống như âm thanh của thú dữ, chấn động mười phương khắp mọi nơi cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ năm tên là Cứu Hộ Chúng Sinh. Vì trong quá khứ vị này đã phát nguyện nếu có chúng sinh rớt vào trong sông thì vị này nhất định đi cứu họ trước, không để cho sinh mạng của họ nguy hiểm cho nên được tên này vị chủ thần sông thứ sáu tên là vô nhiệt tịnh quang vì vị, vị này có quang minh thành tịnh mát mẻ chiếu soi chúng sinh khiến cho họ không có nhiệt não cho nên được tên này vị chủ thần sông thứ bảy tên là phổ sinh hoàn hỷ vì vị, vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoàn hỷ cho nên được tên này vị chủ thần sông thứ 8 tên là Quảng Đức Thắng Tràng. Vì đức tính của vị này rất thù thắng như tràng máu, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ 9 tên là Quang Chiếu Phổ Thế. Vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả thế giới, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ 10 tên là Hải Đức Quang Minh. Vì đức tính quang minh của vị này như biển, cho nên được tên này. Có vô lượng số chủ thần sông như vậy làm thượng thủ, các vị thần này luôn phát tâm lợi ích chúng sinh Đây là 10 vị chủ thần sông làm thượng thủ trong các chủ thần sông Ngoài ra còn có vô lượng biển chủ thần sông Những vị chủ thần sông này luôn luôn phát tâm làm lợi ích chúng sinh Trên đây là chúng thứ 11 chủ thần sông Lại có vô lượng chủ thần biển Đó là chủ thần biển xuất hiện bảo quang Chủ thần biển thành kim cang tràng Chủ thần biển Viễn Ly Trần Cống, chủ thần biển Phổ Thủy Cung Điện, chủ thần biển Cát Tường Bảo Nguyệt, chủ thần biển Diệu Hoa Long Kế, chủ thần biển Phổ Trí Quang Vị, chủ thần biển Bảo Diệu Hoa Quang, chủ thần biển Kim Cang Diệu Kế, chủ thần biển Hải Triều Lôi Âm. Lại có vô lượng vô biên chủ thần biển, chủ thần biển tức là thần quản lý biển cả, bây giờ cờ ra người vị làm tượng trưng. Vị chủ thần biển thứ nhất tên là xuất hiện bảo quang và vị này hiện ra rất nhiều quang minh báu cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ hai tên là Thánh Kim Cang Tràng vì vị này thành tựu công đức giống như Kim Cang Tràng cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ ba là Viễn Ly Trần Cấu vì vị này xa lìa tất cả bụi trần dơ bẩn cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ tư là Phổ Thủy Cung Điện vì vị này làm cho trong nước đều có cung điện cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ năm là các tường bảo nguyệt. Vì vị này có sự các tường giống như trăng tròn cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ sáu tên là rượu hoa long kế. Vì vị này có bảo kế như rượu hoa long cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ bảy tên là Phổ Trì Quang Vị, vì vị này có quang minh và hương vị giữ được lâu cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ 8 tên là Bảo Diệm Hoa Quang, vì vị, vị này có Quang Minh Bảo Diệm Hoa cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ 9 tên là Kim Cang Diệu Kế, vì vị, vị này có Bảo Kế Kim Cang Kỳ Diệu cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ 10 là Hải Triều Lôi Âm, vì vị, vị này có Diệu Âm Hải Triều giống như sấm cho nên được tên này. Có vô số chủ thần biển như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều dùng biển công đức của Như Lai dùng mãn thân mình. Mười vị chủ thần biển này đều là thượng thủ trong chủ thần biển. Còn có vô lượng vô biên chủ thần biển, ở trên là chúng thứ 12 chủ thần biển. Những vị chủ thần biển này hoàn toàn dùng biển công đức của Như Lai để dùng mãn trong thân của các ngài. Lại có vô lượng chủ thần nước, đó là Chủ thần nước Phổ Hưng Vân Tràng, Chủ thần nước Hải Triều Vân Âm, Chủ thần nước Diệu Sắc Luân Kế, Chủ thần nước Thiện Xảo Tuyền Phục, Chủ thần nước ly Cấu Hương Tích, Chủ thần nước Phước Kiều Quang Âm, Chủ thần nước Tri Túc Tự Tại, Chủ thần nước Tịnh Hỷ Thiện Âm, Chủ thần nước Phổ Hiện Oai Quang, Chủ thần nước Hống Âm Biến Hải. Lại có vô lượng vô biên chủ thần nước, chủ thần nước tức là thần quản lý nước, này cờ ra 10 vị làm đại biểu. Vị chủ thần nước thứ nhất tên là Phổ Hưng Vân Trạm. Vị vị này nổi mây khắp nơi để tạo thành tràng báu, cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ hai tên là Hải Triều Vân Âm. vì vị, vị này có âm thanh giống như tiếng Hải Triều, cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ ba tên là Diệu Sắc Luân Kế vì kế của vị này có diệu sắc luân quang cho nên được tên này vị chủ thần nước thứ tư tên là thiện xảo tuyển phục vị vị này dùng thần lực khéo léo làm cho nước chảy lại cho nên được tên này vị chủ thần nước thứ năm tên là ly cấu hương tích vì vị này liệt khỏi tất cả pháp nhiễm ô làm cho nước trong sạch mà tích tụ hương vị cho nên được tên này vị chủ thần nước thứ sáu tên là phước kiều quang âm vì vị này bố thí làm phước cho chúng sinh công đức đủ như kiều lương vị này phóng quang minh trong quang minh thuyết pháp khiến cho chúng sinh được lợi ích cho nên được tên này vị chủ thần nước thứ bảy tên là tri túc tự tại vì tất cả nước do vị này quản lý đều rất trong sạch ngọt ngào chúng sinh uống rồi thì tự nhiên đắc được tri túc tự tại cho nên được tên này Vị chủ thần nước thứ 8 tên là Tịnh Hỷ Thiện Âm, vì tất cả nước do vị này quản lý là nước cam lồ, uống rồi thì sinh tâm thành tịnh, hoàn hỷ, âm thanh diệu hòa êm tai cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ 9 là Phổ Hiện Hoài Quang, vì vị này có hoài quang hiện khắp tất cả khiến cho chúng sinh thấy được rồi, thì sinh tâm cung kính tín ngưỡng cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ 10 tên là Hống Âm Biến Hải, vì nước do vị này quản lý thường phát ra tiếng hống khắp biển cả, bất cứ chúng sinh nơi nào nghe được thì đều sinh bồ đề tâm cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần nước như vậy làm thượng thủ, các vị thần này luôn luôn cứu hộ và làm lợi ích cho chúng sinh. Mười vị chủ thần nước này đều làm thượng thủ trong chủ thần nước và còn có vô lượng vô biên chủ thần nước. Những vị chủ thần nước này luôn luôn lấy sự cứu hộ chúng sinh, làm trách nhiệm của mình, làm cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Trên đây là chúng thứ 13 chủ thần nước. Lại có vô số chủ thần lửa, đó là chủ thần lửa phổ quang diệm tạng, chủ thần lửa phổ tập quang tràng, chủ thần lửa đại quang phổ chiếu, chủ thần lửa trúng diệu cung điện, chủ thần lửa vô tận quang kế, Chủ thần lửa trùng trùng diệm nhãn, chủ thần lửa thập phương cung điện, chủ thần lửa vai quang tự tại, chủ thần lửa quang minh phá ám, chủ thần lửa lôi âm điện quang, lại có vô lượng chủ thần lửa. Chủ thần lửa là thần quản lý lửa, trong vô lượng chủ thần lửa chỉ đưa ra 10 vị tượng trưng. Vị chủ thần lửa thứ nhất tên là Phổ Quang Diệm Tạng. Vì quang diệm của vị này biến khắp rộng lớn cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ hai tên là phổ tập quang tràng vì vị này có hỏa quang phổ tập giống như tràng bóng cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ ba tên là đại quang phổ chiếu vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ tư tên là chúng diệu cung điện vì vị này dùng các thứ báo vi diệu để trang nghiêm cung điện khiến cho cung điện phóng quang cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ năm tên là vô tận quang kế vì vị, vị này có bảo kế phóng ra vô lượng vô tận quang minh cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ sáu tên là trùng trùng diệm nhãn vì vị, vị này có đủ loại diệm nhãn phát ra hào quang lửa ngọn vạn trượng cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ bảy tên là thập phương cung điện vì vị, vị này làm cho tất cả cung điện trong mười phương nguy na trang nghiêm như núi tu di cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ tám tên là oai quang tự tại vì oai lực của vị này vừa quang minh vừa tự tại cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ chín tên là quang minh phá ám vì quang minh của vị này có oai lực phá trừ tất cả đen tối cho nên được tên này vị chủ thần lửa thứ mười tên là lôi âm điện quang vì âm thanh của vị này như sấm quang minh của vị này như điện cho nên được tên này có các vị chủ thần lửa nhiều không thể nói hết được như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều thị hiện đủ loại quang minh khiến cho phiền não của tất cả chúng sinh đều tiêu trừ mười vị chủ thần lửa này làm thượng thủ trong chủ thần lửa ngoài ra còn có rất nhiều chủ thần lửa không thể tính đếm hết được những vị chủ thần lửa này đều thị hiện đủ loại quang minh làm cho bệnh nhiệt não của chúng sinh đều đoạn trừ tiêu diệt chúng ta cũng không biết tại sao lại sinh ra tả tri tà kiến cũng không biết tại sao lại sinh ra tư tưởng không trong sạch cũng không biết tại sao mình không tự làm chủ được đó đều là do quá khứ đã gieo trồng gốc rễ tội nghiệp quá nhiều quá sâu cho nên mới như thế vậy phải làm sao phải diệt trừ gốc rễ vô mình thì sẽ tiêu trừ nhiệt não tu hành tức là phải phá vô mình có vô minh thì có sinh tử không còn vô minh thì chẳng còn sinh tử nữa. Ở trong 12 nhân duyên nói rất rõ ràng, ở trên là chúng thứ 14 chủ thần lửa.